Video của Unit 9 và bây giờ chúng ta vẫn đang ở phần A. Và bây giờ chúng ta sang cái bài tập cuối cùng của phần A là bài tập chơi với các con chữ đó các bạn. Và sẽ có cái phần ghi nhớ cuối cùng của chúng ta trước khi chúng ta kết thúc cái phần A. Thì chúng ta sẽ nắm được phần này người ta yêu cầu mình làm gì. À, mình sẽ xem người ta đọc cái gì đây. Tí nữa mình sẽ phân tích cái chỗ này rất là hay các bạn. Nếu chúng ta để ý chúng ta nhận ra liền. Mình vừa giúp các bạn hiểu cái nghĩa trước. Rồi sau đó mình sẽ giúp các bạn cái cách người ta dùng các cái thì nha. Tôi đi bộ đến trường mỗi ngày. Tôi đang đi bộ đến trường. Tôi đang đi đều đến đó. Hôm nay tôi đang đi bộ đến đó. Tôi đi bộ đến trường mỗi ngày. Hôm qua tôi đã đi bộ đến đó. Tôi đi đến công viên mỗi ngày. Hôm nay tôi đang đi đến đó. Tôi đi đến công viên mỗi ngày. Hôm qua tôi đã đi đến đó. Tôi chơi bóng đá mỗi ngày. Hôm nay tôi đang chơi bóng đá. Tôi chơi bóng đá mỗi ngày. Hôm qua tôi đã chơi bóng đá. Rồi, vậy thì bây giờ mình giúp các bạn phát âm rồi sau đó chúng ta phân tích nha. I walk to school every day. I am walking there today. I walk to school every day. I walked there yesterday. I go to the park every day. I am going there today. I go to the park every day. I went there yesterday. I play soccer every day. I am playing soccer today. I play soccer every day. I played soccer yesterday. Đó, như vậy là chúng ta được nói rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn nhìn thấy đây nha. Đây là dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Các bạn nhớ thì hiện tại đơn mình đã giúp các bạn học chưa? Trong các cái nội dung cũ. Đây, thì hiện tại đơn, động từ giữ nguyên. Nếu đi với ngôi số 3, số ít thì có S hoặc I học hoặc là ES. Every day, every month, vân vân. Một cái gì đó nó lặp đi lặp lại hàng ngày đó thì người ta dùng hiện tại đơn đây. Đó. Rồi, chúng ta nhìn thấy hôm nay tôi sẽ đi đến đó. Người ta dùng hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai. Ngày hôm nay tôi sẽ đi, tí nữa đi trong ngày hôm nay. Chỗ này các bạn có thể hiểu hiện tại tiếp diễn cũng được. To be cộng động từ thêm in. Các bạn nhớ công thức của thì hiện tại tiếp diễn chưa? Động từ to be cộng với một cái động từ thêm in. Bởi vì động từ to be này là đi với ai này? Đó, như vậy là các bạn để ý hiện tại tiếp diễn là động từ to be động cộng động từ thêm in. Nếu là chỗ này là he thì chỗ này phải là is, đúng không? Chỗ này là we thì chỗ này là are. Chắc các bạn nắm hết rồi đúng không? Bạn nào mà quên á thì các bạn xem lại kênh của mình, nhất là chương trình tiếng Anh lớp 6 với học kỳ 1 lớp 7 á, là các bạn có liền, các bạn hiểu cái hiện tại tiếp diễn liền nha. Rồi, đó, hôm nay tôi đi. Và tôi đi đến trường mỗi ngày. Ngày hôm qua, các bạn nhìn này. Ngày hôm qua, đây là dấu hiệu của thì quá khứ đơn. Cho nên động từ thêm ed hoặc là cột số 2. Các bạn nhớ công thức thì quá khứ đơn chưa? Nếu không nhớ, hôm nay trong cái bài này chúng ta mới học. Các bạn nhớ, tí nữa sang cái phần remember này nè. Tí nữa mấy phút nữa, 1-2 phút nữa mình sẽ nói cho các bạn nha. Để các bạn nắm. Đây là nắm được cái thì quá khứ đơn nè. Đây, đây, tí nữa mình dạng kỹ cho bạn cái thì quá khứ đơn. Rồi, tương tự tất cả cái này hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn. Nhớ có yesterday hay là last week hay là last night vân vân là chúng ta dùng thì quá khứ đơn. Các bạn quay lại bài này, các bạn thấy rất rõ này các bạn này. Đây, last week, đúng chưa nào? Là tuần trước, thì chỗ này phải động từ phải thêm ed này, các bạn thấy chưa? Là quá khứ đơn đó các bạn. Rồi, vậy thì bây giờ mình quay qua bên này, mình giảng quá khứ đơn cho các bạn. Thì các bạn ok liền nha. Còn chỗ này thì các bạn ok rồi nha. Đó, mình đã dịch xong cho các bạn rồi. Đây, các bạn nhớ cho mình cái công thức của thì quá khứ đơn. Nếu lần đầu tiên các bạn nắm thì quá khứ đơn thì mình ngắn gọn thế này. Thì các bạn ok, sau này đến ôn luyện thi học kỳ 2 chắc chắn các bạn sẽ gặp thì quá khứ đơn thì thầy sẽ giảng kỹ hơn khi các bạn ôn luyện thi học kỳ 2 nhé. Công thức chung của nó khẳng định này, ở cái thể khẳng định chủ ngữ cộng động từ V2 hoặc là ED. V2 là cột thứ hai đó bạn, cột ED cột quá khứ đó. Vậy thôi, đó là công thức của khẳng định. Còn nếu là phủ định là S cộng gì? Cộng did cộng gì? Not cộng động từ nguyên mẫu. Được chưa? Đó là câu phủ định. Còn câu khẳng định á, vân câu khẳng định đây rồi, câu phủ định đây rồi. Câu hỏi là gì? Did
cộng chủ ngữ cộng động từ nguyên mẫu. Đó, ba cái dạng: dạng khẳng định, dạng phủ định, dạng câu hỏi để ở của thì quá khứ đơn. Ví dụ mình nói cho bạn một câu thì các bạn ok lên này nha. Yesterday, ngày hôm qua, I went to school. Được chưa? Ngày hôm qua tôi đi đến trường. When, went, xin lỗi bạn, went. Nó là cột 2 của gì? Của go. Go, went. Cột 3 là gone. Các bạn nhớ không? Nhớ ba cột này chưa? Luôn luôn mang cái bảng động từ bất vi tắc cho mình. Bây giờ các bạn sẽ gặp đây, bảng động từ bất vi tắc đây, đây, bất vi tắc đây các bạn đây. Tí nữa các bạn sẽ nhớ, trong các bạn học lớp 7 rồi, chắc chắn các bạn phải luôn luôn có cái bảng động từ bất vi tắc rồi. Đó, thì cột 2 đây, cột 2 đây. Nguyên mẫu, cột 2, cột 3. Hôm qua có dấu hiệu thì quá khứ đơn. Rồi đó là câu khẳng định được chưa? Bây giờ câu hỏi với câu phủ định. Câu phủ định của câu này chúng ta chỉ cần sao? Yesterday viết nguyên đưa xuống. I did not, đưa cái này về nguyên mẫu, go to school. Các bạn thấy chưa? I did not go to school. Did not, I did not go. Đưa về nguyên mẫu liền, thấy chưa? Nguyên mẫu này, went, đưa về nguyên mẫu này. Vậy thì chỗ này did not thì các bạn có thể viết là didn't cũng được. Đó, didn't. I didn't go to school. Cô đưa xuống. Câu phủ định. Bây giờ câu hỏi. Câu hỏi thì các bạn chỉ cần did you go to school yesterday? Yesterday. Câu hỏi: ngày hôm qua bạn có đi đến trường không? School nha, school. Đó, các bạn hiểu các bạn chắc chưa? Did chủ ngữ, nguyên mẫu, động từ nguyên mẫu này, động từ nguyên mẫu này. Đó, các bạn nắm được chưa? Đừng bao giờ quên cái ba cái công thức của thì quá khứ đơn này. Ở khẳng định, ở phủ định, ở dạng câu hỏi, hay chúng ta hay nói là ở dạng nghi vấn đó các bạn. Nắm được chưa? Còn sau này đi vô nhiều trường hợp sâu hơn nữa thì gặp tới đâu thầy giảng cho các bạn tới đó. Các bạn yên tâm. Rồi nếu mà các bạn quên động từ bất vi tắc, từ nào là động từ bất vi tắc, từ nào là có quy tắc, thì các bạn chịu khó mang, luôn luôn bỏ trong cặp cái bảng động từ bất vi tắc để các bạn nhớ, để các bạn học nha. Cái điều đó rất là quan trọng. Hiện tại có thể nhiều bạn chưa nhớ những cái động từ nào là có quy tắc, từ nào không có quy tắc, thì mà quên bất vi tắc thì các bạn cứ xem một vài lần rồi các bạn sẽ nắm được liền. Ok các bạn nha. Rồi vậy thì những trường hợp nào chúng ta dùng quá khứ đơn thì các bạn để ý nè. Trong câu nó hay xuất hiện như là yes, today. Đó, last night. Ok. Rồi last last Sunday. Chủ nhật vừa rồi. Tối hôm qua. Chủ nhật vừa rồi. Tối hôm qua. Hay cũng có thể là two days ago. Có ago này, two days ago này các bạn này. Là các bạn cứ chọn cho mình. À đây, các bạn để ý cái chữ ago thì các bạn đừng viết rồi. Rồi, 2 days ago các bạn nhớ nha. Thì nhớ những dạng này, 2 ngày cách đây, cách viết rời ra các bạn nha, viết rời ra. Cách đây 2 ngày, những cái dấu hiệu này thì đương nhiên nó còn nhiều lắm. Là 6 months, last summer, last winter, mùa hè vừa rồi, mùa đông vừa rồi, vân vân. Tất cả những cái đó thì đều liên, nói chung nó xuất hiện từ last này, là các bạn để ý nha. Yesterday gì đó là ago này á, thì các bạn quan tâm đến thì quá khứ đơn cho mình, nhớ nha. Ok, đó là người ta đã dùng quá khứ đơn rồi. Và thì bây giờ mình sẽ giúp các bạn hiểu, đây là động từ có quy tắc, còn đây là động từ bất quy tắc. Vậy thì khi nào là có quy tắc? Có quy tắc thì đây là động từ đến, thì khi mà ở cột 2 á, người ta chỉ cần thêm ed vào là xong. Đó, ed này, ed này, ed này, ed này, đó các bạn thấy chưa? Đó, đến này, giúp đỡ này, nhớ này, thuê này, quay trở về này, nói chuyện này, vân vân. Tất cả những chữ này đương nhiên nó còn nhiều lắm, thì là có quy tắc cho đến quá khứ đơn là phải ed, được chưa? Còn cái này là bất quy tắc. Be là quá khứ, là was hoặc là were. Was này đi với I, he, she, it, tèo tí đó, vân vân.
Were này đi với we, you, they vân vân. Đó. It là ate là cột quá khứ đó các bạn nha. Have là had. Give là gave. Go là went. See là saw. Send, sent. Take, took. Teach, taught. Think, thought. Đó. Nhưng mà là những cái chữ này đương nhiên vẫn còn nhiều. Sau này các bạn gặp thì các bạn sẽ ok liền. Rồi, và thì trước khi kết thúc các bạn nhìn này. Đây là câu hỏi ở thì quá khứ đơn, các bạn thấy chưa? Này. Did you buy? Nguyên mẫu nè. Did, chủ ngữ, nguyên mẫu. Buy nè. Buy nè. Đấy, các bạn thấy buy chưa? Ở trên này không có. Buy, bought. Trong này không có ghi. Đó. Did you buy any... Bạn có mua bất kỳ cái quà lưu niệm nào không đó? I bought. Đó. Quá khứ của buy đây. Đó. I bought lots of different gifts. Đó. Tôi mua rất nhiều quà đó các bạn ha. Có rất nhiều quà khác nhau. Rồi, sau này qua những cái video ôn luyện thi học kỳ 2, mình sẽ làm rất rõ cho các bạn. Mỗi cái đề thi của bạn nó có các dấu hiệu của thì đó, thì các bạn sẽ ok liền. Rồi, lúc đó các bạn sẽ hiểu ngay liền, hiểu nhiều hơn nữa. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Chào các bạn. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo.